Chúng ta sẽ bắt đầu bài học ngày hôm nay. Bài học đầu tiên của chúng ta là đặc điểm sự táo máu và đặc điểm của máu ngoại vi ở trẻ em. Mục tiêu của các bạn thì sẽ có hai mục tiêu. Thứ nhất là các bạn phải trình bày được đặc điểm của sự táo máu trong thời kỳ bào thai và sau sinh. Thứ hai là vận dụng các đặc điểm của táo máu ngoại vi ở trẻ em để phân tích được một cái xét nghiệm công thức máu cơ bản của nhi khoa. Chúng ta sẽ đi vào phần đầu tiên là đặc điểm sự táo máu ở trẻ em. Thì về cái đặc điểm sự táo máu của trẻ em thì sẽ có hai phần, là phần tạo máu trong thời kỳ phôi thai và tạo máu sau sinh. Trong thời kỳ phôi thai thì từ hợp tử ban đầu sẽ hình thành lên các cái tế bào và hình thành lên từ các cái ngoại bì này, trung bì, nội bì và tế bào mầm. Chúng ta sẽ làm một cái câu hỏi nhỏ nhỏ nhé. Nguồn gốc của tế bào máu là ở đâu? Ngoại bì, trung bì, nội bì hay tế bào mầm? Các bạn chỉ được chọn một đáp án nha. Cô thấy là đang chọn khá là nhiều các đáp án khác nhau. Tế bào máu có thể tạo ra từ ngoại bì, trung bì, nội bì hay là tế bào mầm? Ok, có đáp án rồi. Đa phần các bạn thì các bạn 61% các bạn chọn trung bì, 6% các bạn chọn ngoại bì, 8% chọn nội bì và 25% chọn tế bào mầm. Thế thì mình sẽ tiếp tục nhé. Đây, ngoại bì thì sẽ có là da, thần kinh và các cái tế bào ở da. Tế bào máu được tạo nên từ trung bì và được hình thành khá là sớm. Nội bì thì chỉ tạo ra là các cái cơ quan nội tạng ở bên trong cơ thể, ví dụ như cơ quan của hô hấp và tiêu hóa. Còn tế bào mầm là định hướng của nó là tạo nên các tế bào mầm sinh dục. Đấy. Như vậy là tế bào máu của chúng ta tạo ra từ trung bì. Hình như trong một số câu hỏi thi thì có cái phần này, các bạn chú ý nhé. Và cái nơi mà tạo máu đầu tiên thì lại không phải là ở trong thai mà là ở ngoài thai, tức là từ các cái túi nhuận hoàng. Và sự hình thành thì bắt đầu rất là sớm, từ tuần thứ ba của thai kỳ. Và đây là cái hình ảnh minh họa ở cái phần túi nhuận hoàng, thì có cái trung bì ở bên ngoài và có những cái tế bào trung mô chưa biệt hóa. Thì từ những cái tế bào trung mô này, chúng sẽ tạo thành những cái đảo máu, là những cái dây tế bào đặc đấy. Và cái dây tế bào đặc này nó sẽ rỗng lỏng dần, các tế bào trong lòng nó sẽ đi tiêu tiêu biến đi dần và tạo thành những cái ống. Và khi đấy thì các cái tế bào máu nguyên thủy sẽ được tạo ra từ những cái thành này, nó sẽ nảy chồi và rơi vào trong cái lòng và tạo thành các tế bào máu nguyên thủy. Còn các cái tế bào ở bên ngoài cùng thì sẽ biệt hóa thành cái tế bào nội mô của mạch máu. Đây là cái sự hình thành cái tế bào máu đầu tiên. Thế thì trong thời kỳ phôi thai thì hình ảnh này sẽ tóm tắt cho các bạn một cách ngắn gọn nhất về cái hình thành máu của thời kỳ phôi thai. Thì bắt đầu thì là đầu tiên là từ túi nhuận hoàng, sau đó thì sẽ giảm dần cho đến tháng thứ hai của thai kỳ, bắt đầu tuần thứ ba và nó sẽ giảm dần. Và khi nó giảm dần thì giữa tuần thứ nhất thì sẽ là bắt đầu là gan sẽ tham gia vào quá trình tạo máu. Lách cũng có tham gia vào từ tháng thứ hai đến khoảng tháng thứ sáu thì sẽ dừng. Và tủy xương thì bắt đầu từ khoảng tháng thứ tư đến thứ năm và sẽ tăng dần đến cuối của thai kỳ. Thế thì trong cái hình này thì mình phải nhớ những cái gì? Thứ nhất
là bắt đầu từ tuần thứ ba sữa đào máu tạo ra từ túi mãn hoàng. Thứ hai thì là trong cái khoảng giữa của thai kỳ thì sẽ có sự tham gia nhiều nhất là của gan, và phần cuối của quá trình thai kỳ tức là 3 tháng cuối thì sự tham gia nhiều nhất là của tủy xương. Ngoài ra thì có sự tham gia của lách, hạch lympho và tuyến ức cũng có tham gia một phần trong cái quá trình tạo máu. Vậy tóm lại cái đặc điểm của thời kỳ bào thai thì sự tạo máu thứ nhất là có rất sớm từ tuần thứ ba, bắt đầu từ túi mãn hoàng và hình thành và biệt hóa từ mô giữa hay là từ trung bì, song song với sự phát triển của thai nhi và được tạo ra ở rất nhiều bộ phận, đúng nhỉ, rất nhiều bộ phận. Và thời kỳ sau sinh thì sao? Thời kỳ sau sinh thì tủy xương là cơ quan tạo máu chủ yếu. Các bạn nhìn hình vẽ thì sẽ thấy tủy xương thì ban đầu tất cả các xương đều tham gia tạo máu, nhưng các xương thi thì kết thúc tạo máu sớm nhất khoảng tầm khoảng 15 tuổi, tức là giai đoạn dậy thì. Còn lại thì các cái xương dẹt khác như xương sườn, xương ức và xương sống thì cái quá trình tạo máu của nó sẽ vẫn tiếp tục cho đến khi ở người trưởng thành. Đấy. Vậy quá trình tạo máu ở tủy xương thì diễn ra như thế nào? Có một cái thuyết tạo máu đấy là từ một tế bào gốc tạng bản năng thì sẽ tăng trưởng và biệt hóa tạo thành các cái dòng máu, dòng hồng cầu, bạch cầu và dòng tiểu cầu. Đây là một cái lược đồ minh họa từ một tế bào gốc thì có thể nó sẽ biệt hóa thành các cái tiền nguyên hồng cầu, và tiền nguyên hồng cầu qua các giai đoạn sẽ tạo thành các cái hồng cầu trưởng thành. Thực ra thì chúng ta sẽ chia làm hai phần chính. Thứ nhất là tế bào gốc tạo máu thì sẽ phân ra thành hai dòng, dòng lympho và dòng tủy. Dòng lympho thì sẽ chính là cái nguyên bào lympho này này, thì nó sẽ biệt hóa tiếp tục tạo thành các cái tế bào lympho, lympho B, lympho T và NK. Còn cái phần tế bào máu mà tạo thành các dòng tủy thì dòng tủy nó sẽ bao gồm là dòng hồng cầu, dòng bạch cầu hạt và dòng tiểu cầu. Đấy, chúng ta sẽ đi vào đầu tiên là dòng bạch cầu hạt. Đây là dòng bạch cầu hạt. Từ các tiền tế bào hạt thì sẽ phân ra làm ba cái nhánh chính dựa vào cái màu sắc của nguyên sinh chất sẽ nhiễm kiềm hoặc là axit hoặc là trung tính, thì sẽ có ba cái dòng riêng là bạch cầu ưa kiềm, bạch cầu ưa axit và bạch cầu trung tính. Thì mặc dù là thành ba cái dòng riêng nhưng mà cái sự phát triển ở trong tủy của chúng thì giống nhau, vì vậy nên là trong cái tủy đồ ấy khi mà đọc thì người ta sẽ phân ra là như sau. Từ non đến trưởng thành của dòng bạch cầu hạt người ta sẽ gộp chung vào bạch cầu hạt, người ta không phân định thành là trung tính hay là ưa xít hay là ưa bạ dơ gì cả, mà sẽ gộp chung vào thành dòng bạch cầu hạt. Thì thông thường số lượng tế bào tủy là 30 đến 100 GB trên lít. Dòng bạch cầu hạt thì chiếm 50 đến 60% tế bào tủy. Nó sẽ trưởng thành từ nguyên tủy bào này, tiền tủy bào này, tủy bào này. Đấy, thì trong phần tủy bào thì sẽ có trung tính, ưa axit, ưa bazơ. Tủy bào sẽ tiếp tục phát triển thành hậu tủy bào. Hậu tủy bào sẽ thành bạch cầu đũa. Và cuối cùng sẽ là bạch cầu đoạn. Đây là từ non, quá trình từ non đến trưởng thành. Dòng thứ hai là dòng lympho. Dòng lympho thì cái sự biến hóa nó được phân tích cái ngắn gọn hơn. Nó chỉ từ nguyên bào lympho này, tiền lympho và lympho mà thôi. Thì tổng của cái dòng lympho này thì nó chiếm khoảng tầm từ 5 đến 15% tổng của số lượng tế bào máu. Và trong đó có một nguyên tắc, đấy là nguyên bào lympho là tế bào non đầu dòng hay là cộng với cả tiền lympho. Tức là tế bào non đầu dòng thì lúc nào cũng phải dưới 5% và không bao giờ được hơn 5. Dòng mono thì thông thường thì sẽ khoảng 5% và phát triển từ nguyên mono bào là non nhất, sau đó là tiền mono bào và cuối cùng là mono. Dòng tiếp theo mà cô muốn giới thiệu đấy là dòng hồng cầu và dòng bạch cầu, à dòng tiểu cầu. Dòng hồng cầu thì chiếm khoảng 20 đến 30% tế bào của tủy. Phát triển từ nguyên tiền hồng cầu này, rồi đến nguyên hồng cầu ưa bazơ, nguyên hồng cầu đa sắc, nguyên hồng cầu ưa axit và hồng cầu lưới. Cái này các bạn đã học qua ở phần sinh lý rồi, cô chỉ nhắc lại thôi nhé. Dòng tiểu cầu thì có nguyên mẫu tiểu cầu này, mẫu tiểu cầu ưa bazơ, mẫu tiểu cầu tức là mẫu tiểu cầu chưa sinh tiểu cầu ấy,
Sau đó là mẫu tiểu cầu đang sinh và mẫu tiểu cầu có nhân tự do. Thì đấy là đặc điểm của dòng cầu và dòng tiểu cầu, cũng là hai dòng cuối cùng trong quá trình hình thành của tủy xương. Đặc điểm tạo máu của thời kỳ sau sinh thì tóm gọn lại trong ba cái đặc điểm chính. Thứ nhất là tạo máu rất mạnh. Khi mà bắt đầu sinh thì tất cả các xương đều tham gia tạo máu. Tức là tất cả các xương khi mà trẻ bắt đầu ra đời thì đều là tủy đỏ hết. Đấy, đấy là tạo máu rất là mạnh. Còn ở người lớn và người già thì chủ yếu là xương dẹt và các cái đầu xương dài. Còn lại thì những cái xương chi thì sẽ là từ tủy đỏ thì sẽ chuyển thành tủy vàng. Và khi mà đã chuyển thành tủy vàng rồi thì nó sẽ không chuyển lại thành tủy đỏ được nữa. Đặc điểm thứ hai là không ổn định. Tức là có rất nhiều cái nguyên nhân hay là các cái yếu tố nó có thể nó gây ảnh hưởng đến cái sự tạo máu của trẻ. Và tuy nhiên là cái sự tạo máu này nó có khả năng hồi phục, mặc dù nó không ổn định nhưng mà nó có khả năng hồi phục. Thứ ba là dễ loạn sản. Tức là do cái sự ảnh hưởng này mà các cái tế bào máu nó có thể có cái rối loạn trong cái sự phát triển. Và khi mà các cái rối loạn của sự phát triển thì sẽ có một số cái cơ quan ngoài tủy có thể tham gia vào quá trình tạo máu. Nhưng mà tủy vàng thì sẽ không bao giờ chuyển thành tủy đỏ nhé. Có thể tạo máu từ các cơ quan khác nhưng mà ở tủy xương khi mà đã là tủy vàng rồi thì sẽ không không chuyển thành tủy đỏ để tạo máu được nữa. Tóm lại thì với cái đặc điểm tạo máu ở trẻ em thì các bạn chú ý là sẽ có hai thời kỳ mình cần phân biệt là thời kỳ phôi thai và thời kỳ sau sinh. Và mỗi thời kỳ thì đều có đặc điểm riêng và vị trí tạo máu thì sẽ phụ thuộc vào cái thời điểm mà mình phân tích cái giai đoạn phát triển của trẻ. Và khi mà có tình trạng bệnh lý thì cái sự tạo máu có thể rất là dễ loạn sản. Và đây là cái hình ảnh minh họa sự phát triển. Thì cái phần này là sẽ là cái xét nghiệm tủy đồ là cô đã hướng dẫn cho các bạn trước đấy đấy, chính là cái cách đọc tủy đồ. Và chúng ta sẽ đi vào phần thứ hai là phần đặc điểm máu ngoại vi, và các bạn chú ý cố gắng cuối bài cô sẽ có một cái phân tích cho các bạn để các bạn phân tích cái vận dụng để phân tích cái đặc điểm của máu ngoại vi. Đây là một cái ví dụ về cái xét nghiệm huyết học, xét nghiệm máu ngoại vi ở Bệnh viện Nhi Trung ương. Thì trong cái phiếu trả lời kết quả này thì sẽ có thành phần ví dụ như WBC là white blood cell, sẽ là bạch cầu này, hồng cầu này, huyết sắc tố này, tiểu cầu này. Trong đó thì có một số cái phần trăm này, phần trăm neo tức là phần trăm bạch cầu trung tính, phần trăm lim là phần trăm bạch cầu lympho ở trong máu, phần trăm monocyte là phần trăm bạch cầu mono, phần trăm basophil là phần trăm bạch cầu ưa basơ, HCT là hematocrit, MCV, MCH, MCHC. Chúng ta sẽ phân tích phía dưới. Ở đây cũng có cái RDW là cái giải phân bố của hồng cầu, và ở dưới phía dưới này thì có neo, có lim. Các bạn lại gặp lại mono axit basơ mà không có cái phần có cái chữ phần trăm ở đằng trước. Thì đây chính là cái thành phần tuyệt đối, các chỉ số tuyệt đối của thành phần trung tính, lympho, mono và các thành phần khác của bạch cầu. Đấy. Cái xét nghiệm này cơ bản cũng là như vậy. Thì ở đây người ta gộp chung bạch cầu là ở đây, tổng bạch cầu, các thành phần bạch cầu, phần trăm ở đây, tỷ lệ ở đây và số lượng tuyệt đối ở đây và phần trăm ở đây. Còn nguyên cái phần này là của hồng cầu, phần dưới này là của tiểu cầu và cái này là những cái chỉ số khác. Chúng ta sẽ đi vào thành phần đầu tiên là hồng cầu. Đây là cái hình ảnh hồng cầu mà các bạn nhìn thấy ở trong lam máu. Bình thường thì hồng cầu là một cái hình đĩa lõm hai mặt, và vì vậy cho nên là cái phần lõm ở phía trong nó sẽ cho ánh sáng đi qua rất là nhiều và tạo thành các khoảng sáng. Cái khoảng sáng này bình thường ra thì cái khoảng sáng này nó sẽ là khoảng 1 phần 3 của kích thước đường kính của hồng cầu. Và các bạn biết là số lượng hồng cầu sẽ thay đổi theo lứa tuổi. Ở đây các bạn nhìn thấy rất nhiều cái con số. Sơ sinh thì 4,5 đến 6 tera trên lít. Hết sơ sinh thì 4 đến 4,5 tera trên lít. 6 đến 12 tháng thì 3 đến 3,2 đến 3,5. Trên 1 tuổi thì ổn định khoảng tầm trên 4
teratinib. Rất nhiều con số như thế này, nhưng cô không bắt các bạn phải nhớ các con số, và con số này chỉ để mô tả duy nhất một điều, đấy là số lượng của hồng cầu thay đổi theo lứa tuổi. Và nồng độ hemoglobin là lượng hemoglobin hay là khối lượng của hồng cầu trong một đơn vị thể tích máu, thì có hai cái đơn vị chính là gam trên lít và gam trên delit. Trong này thì các bạn cũng thấy bốn cái gạch đầu dòng, thì tức là cái nồng độ hemoglobin này nó cũng thay đổi theo tuổi. Khi mà trẻ mới sinh thì cái nồng độ này là nhiều nhất, chiếm từ 17 đến 19 gam trên delit hay là 170 đến 190 gam trên lít. 6 đến 12 tháng thì nó chỉ còn khoảng tầm 10 đến 12 gam trên delit. Giai đoạn này là nó giảm thấp nhất, và trên 1 tuổi thì nó tăng dần và ổn định lúc 3 đến 6 tuổi khoảng tầm 12 đến 14 gam trên delit, hay là 120 đến 140 gam trên lít. Tiêu chuẩn chẩn đoán thiếu máu thì người ta không dựa vào số lượng hồng cầu mà người ta dựa vào hemoglobin. Và các chỉ số hồng cầu mà chúng ta cần phải để ý sẽ có 3 chỉ số chính: MCV, MCH và MCSC. MCV là thể tích trung bình hồng cầu, bình thường nó dao động từ 80 đến 100 fetolit. Thể tích trung bình hồng cầu sẽ cho chúng ta biết là cái hồng cầu này to hay là hồng cầu nhỏ. Nếu trong trường hợp nó dưới 80 fetolit thì đấy là hồng cầu nhỏ, còn trên 100 fetolit thì đấy là hồng cầu to. Con số 80 đến 100 của MCV các bạn bắt buộc phải nhớ. Với các bạn phải nhớ thì các bạn mới đọc được công thức máu. Thứ hai là MCH. MCH là huyết sắc tố trung bình hồng cầu. Bình thường thì nó dao động khoảng 28 đến 36 picogram. Thế thì nếu như trong trường hợp mà nó dưới 28 picogram, tức là người ta nói cái hồng cầu này nhược sắc. Còn trong trường hợp nó khoảng từ 28 đến 36 thì người ta nói hồng cầu này là hồng cầu đặc sắc. Còn lớn hơn 36 thì người ta nói đấy là hồng cầu ưu sắc. Thế nhưng mà chúng ta chỉ cần nhớ là dưới 28 thì nó là hồng cầu nhược sắc, và khoảng tầm 28 đến 32 và 36 thì nó sẽ là đẳng sắc. Đấy, còn cái hồng cầu ưu sắc thì hiện tại thì nó ít có ý nghĩa chẩn đoán trên lâm sàng. MCHC thì nó cũng có cái ý nghĩa tương tự như MCH, tức là cũng chủ yếu để nói là cái hồng cầu đấy nó nhược sắc, nó bị đẳng sắc hay là nó ưu sắc mà thôi. Nhưng mà với trẻ em thì mình sẽ chú ý cái MCV và MCH nó đặc trưng hơn trong cái công thức máu các bạn đọc. Còn nếu trong trường hợp mà MCH mà nó chưa có rõ ràng thì các bạn có thể để ý tiếp đến MCHC, xem nó có trong cái giới hạn từ 300 đến 330 gam trên lít hay không. Và ngoài ra thì có một cái chỉ số khác nữa mà người ta cũng dựa vào đó để người ta phân loại về thiếu máu, đấy là RDW. RDW là giải phân bố kích thước của hồng cầu. Bình thường thì nó nằm trong khoảng từ 11,5 đến 14,5%. Nếu mà giải phân bố kích thước hồng cầu trên 14,5% thì người ta nói là giải phân bố kích thước hồng cầu này rộng. Và khi mà nó rộng như vậy, ý nghĩa của nó là cái hồng cầu nó to nhỏ không đều. Đấy, nó rất là không đều. Còn khi mà nó nằm trong khoảng hoặc là dưới khoảng thì cái hồng cầu này nó khá là đồng đều nhau về kích thước. Chỉ số tiếp theo đấy là hồng cầu lưới. Hồng cầu lưới thì nó có ý nghĩa là nó phản ánh cái sức tăng sinh hồng cầu ở trong tủy. Ở bên cạnh đây thì có cái hình ảnh hồng cầu lưới ở trong máu ngoại vi. Cái hồng cầu nó to, nó xù xì như thế này, và nó không có cái nhân trắng ở giữa. Đấy, nó rất là to và xù xì. Thế thì và đây là một cái tiêu bản nam của máu ngoại vi. Thì đây là hình ảnh của hồng cầu lưới. Đấy, hồng cầu lưới là nó phản ánh gián tiếp cái sự tạo máu ở trong tủy xương. Thế hồng cầu lưới thì nó thay đổi theo lứa tuổi, và thông thường thì nó sẽ dao động trong cái ngưỡng từ 0,5 đến 1%. Trên 2% thì mình sẽ nói là hồng cầu lưới tắc. Nhưng mà chú ý là giai đoạn sơ sinh thì hồng cầu lưới có thể ở cái ngưỡng rất là cao, bởi vì cái giai đoạn đấy thì cái sự tăng sinh của tủy xương rất là mạnh, tất cả các tủy đúng không nhỉ? Và vì vậy nên tăng sinh của hồng cầu cũng rất là mạnh. Và hồng cầu lưới ở cái giai đoạn sơ sinh thì đặc biệt là khi mới đẻ ra thì nó cao, rất là cao, từ 8-10% đấy vẫn là bình thường. Tuy nhiên là ngoài cái lứa tuổi sơ sinh thì trên 2% thì mình sẽ gọi hồng cầu lưới đấy là tăng. Nguyên hồng cầu cũng có thể hiện sự tăng tạo hồng cầu tại tủy,
Tuy nhiên là trên lâm sàng thì ít, mình nghĩ khi mình sử dụng và mình chỉ sử dụng cái hồng cầu lưới thôi vì nó khá là đặc trưng. Đây là một cái đám máu ngoại vi. Các bạn nhìn này, đây là một cái hồng cầu bình thường nhé. Thì ở phía giữa của nó là có một cái khoảng sáng, và cái khoảng sáng này nó bằng 1 phần 3 cái đường kính của tế bào hồng cầu. Tất cả những cái này đều là hồng cầu bình thường. Có những cái hồng cầu thì cái khoảng sáng này nó rất là bé, thì đây là những cái hồng cầu non. Và có những cái mà nó đặc, nó to và nó xù xì thì nó là có thể là hồng cầu lưới. Như ở đây thì cô không nhìn thấy hồng cầu lưới nữa cả. Đây là những cái điểm chấm chấm nhỏ nhỏ này này là tiểu cầu. Tiểu cầu thì thường nó được tạo thành cụm với nhau như thế này, thi thoảng nó đứng riêng rẽ nhưng đa phần là nó tạo thành cụm, thì nó hay có cái xu hướng là nó kết dính với nhau. Và đây là một cái tế bào lympho nhỏ. Đấy, đây là một cái đám máu của người bình thường. Tế bào tiếp theo mà chúng ta đi đến là tế bào bạch cầu. Thì tế bào bạch cầu đơn vị của nó là gigachilit và số lượng thì thay đổi theo tuổi. Cái con số này chỉ để cho chúng ta biết là nó thay đổi theo tuổi. Và với tất cả các lứa tuổi, số lượng bạch cầu dưới 4 gigachilit đấy là giảm, và số lượng bạch cầu trên 10 gigachilit thì là tăng. Tuy nhiên các bạn thấy khi mới sinh thì sao nhỉ? Số lượng bạch cầu nó có thể được 10 đến 100 gigachilit. Nó có thể dao động như vậy ở những trẻ khỏe mạnh. Đấy. Và sau đó thì những ngày sau sinh thì nó vẫn còn ở cái ngưỡng rất là cao. Chỉ trên 1 tuổi thì nó mới ổn định dần. Và vì vậy những cái tăng số lượng bạch cầu này nó có thể nó không 10 gigachilit, nó sẽ không đặc trưng cho cái giai đoạn sơ sinh nhé. Và khi mà đi lâm sàng thì các cô sẽ giới thiệu thêm với các bạn về cái rối loạn về cái số lượng bạch cầu này. Thì trong cái công thức bạch cầu thì mình có bạch cầu trung tính, bạch cầu ưa axit, bạch cầu ưa bazơ, ưa mono và lympho. Trong đó thì có ba cái thành phần axit, bazơ và mono thì khá là khẳng định. Đấy, nó dao động, ví dụ ưa axit theo các lứa tuổi nó vẫn là 1 đến 2%, ưa bazơ là 0,1 dưới 1%, mono thì nó dao động khoảng từ 4 đến 8%. Với bạch cầu ưa axit thì trên 5% thì mình gọi là tăng. Bạch cầu axit tăng thì trong trường hợp nào thì trên lâm sàng các cô sẽ giảng rõ hơn. Một số trường hợp các bạn trước khi đi lâm sàng cũng đã thấy là các bạn biết rồi. Đấy. Tuy nhiên là bạch cầu trung tính và bạch cầu lympho thì ở đây các bạn không thấy con số bởi vì nó thay đổi theo tuổi. Lại thêm một cái nữa thay đổi theo tuổi đúng không nhỉ? Đấy là lý do mà chúng ta phải học. Đây là cái hình biểu diễn của bạch cầu trung tính. Khi mà mới sinh thì bạch cầu trung tính chiếm tỷ lệ rất là cao, chủ yếu ở trong thành phần bạch cầu nó khoảng từ 60, 65%, thậm chí là cao hơn. Và khi mà trẻ 9 đến 11 tháng thì bạch cầu trung tính xu hướng sau sinh nó lại giảm dần cho đến khi trẻ 9 đến 11 tháng là cái đỉnh điểm thấp nhất. Nó rơi vào khoảng 20 đến 30%. Sau đó, sau 9 đến 11 tháng theo một lẽ tự nhiên nó lại tăng lên dần. Đấy. Và bạch cầu lympho thì nó biểu diễn theo cái đường ngược lại. Ban đầu nó thấp nhất, 9 11 tháng bạch cầu trung tính nó thấp nhất thì lympho lên cao nhất, và sau đó thì nó bắt đầu giảm dần. Và đây sẽ có ba cái mốc thời gian mà chúng ta sẽ nhớ, đấy là 5 đến 7 ngày, 9 đến 11 tháng và 5 đến 7 tuổi. Ở 5 đến 7 ngày và 5 đến 7 tuổi thì chúng đều gặp nhau ở 45% bạch cầu lympho, bạch cầu trung tính. 9 11 tháng là cái giai đoạn đỉnh điểm của sự thay đổi. Lympho cao nhất và trung tính là thấp nhất. Bạch cầu trung tính thì giảm khi mà theo WHO thì người ta lấy con số 1,5 gigachilit, hay là có một cách tính khác là 1.500 tế bào trên ml. Đấy. Thì theo WHO thì bạch cầu trung tính giảm khi dưới 1.500 tế bào trên ml hay là dưới 1,5 gigachilit. Tuy nhiên là các bạn chú ý là dưới 1 tuổi thì người ta cho phép cái con số là thấp hơn. Dưới 1 gigachilit thì mới gọi là giảm. Thành phần thứ hai của thành phần thứ ba của tế bào máu là tiểu cầu. Tiểu cầu thì dao động khoảng từ 100 đến 400 ở giai đoạn gigachilit ở giai đoạn sơ sinh, và 150 đến 300 gigachilit ở giai đoạn ngoài sơ sinh. Tuy nhiên là trong một số cái labo
thì người ta lại tùy vào labo mà người ta sẽ cho các bạn cái giá trị bình thường của tiểu cầu, và giá trị bình thường của tiểu cầu thì thông thường có thể tham khảo được ở các labo. Thông thường thì một số các labo thì dao động khoảng 150 đến 450 cơ đấy. Và giảm tiểu cầu là khi mà dưới 100 GG trên lít thì mình sẽ nói đây là bắt đầu giảm, và tăng là khi là trên 800 GG trên lít thì mới gọi là bệnh lý, nhớ nhé. Vậy chúng ta sẽ làm một câu hỏi cho đỡ buồn ngủ nhá. Nào, đặc điểm tạo máu ở đặc điểm của máu ngoại vi ấy, thì thành phần tế bào nào ít thay đổi theo số lượng nhất? Hồng cầu, bạch cầu hay tiểu cầu? Các bạn nào chưa chọn thì chọn đi nhé. Kết quả cho thấy là có đến 28% ngủ gật trong giờ. Rồi. Thành phần ở tế bào máu mà ít thay đổi theo lứa tuổi nhất là tiểu cầu. Rất buồn là có những bạn lại cũng chọn cả những phương án khác nữa. Rồi, đây là huyết sắc tố. Ở trong máu thì cái tế bào hồng cầu thì nó không có nhân, mà đa phần là nó chứa huyết sắc tố ở trong đấy. Và huyết sắc tố thì tạo được được tạo ra bởi bốn chuỗi globin và kèm theo là bốn nhân hem, đúng nhỉ. Huyết sắc tố thì sẽ có là thông thường ở cơ thể người thì sẽ có những cái huyết sắc tố đáng chú ý là HBF hay là còn gọi là huyết sắc tố bào thai. Nó được tạo ra bởi hai chuỗi globin alpha kết hợp với hai chuỗi gamma, và HBA1 thì tạo ra từ hai chuỗi alpha và hai chuỗi beta. HBA1 là huyết sắc tố chủ yếu của người trưởng thành. HBA2 thì có tạo ra từ hai chuỗi alpha và hai chuỗi delta. Thì các bạn biết đây là cái sơ đồ để cho mình thấy là cái sự sản sinh cái chuỗi globin bình thường ở một người ở người như thế nào. Thì giai đoạn mà bào thai thì chủ yếu chỉ có chuỗi alpha và chuỗi gamma được tạo thành, và sự kết hợp của hai chuỗi này sẽ tạo ra HBF. Còn lại có một số ít chuỗi beta, một số khá là ít chuỗi beta. Vì vậy nên là huyết sắc tố chủ yếu của thời kỳ bào thai là HBF là chính. Nhưng mà khi mà sau sinh thì ban đầu trong vòng 6 tháng đầu này HBF vẫn còn ở ngưỡng rất là ngưỡng duy trì, nó chỉ duy trì thôi và nó không tăng lên nữa. Còn lại thì cái beta thì nó lại tăng lên, lại tăng lên, và cái chuỗi gamma này thì lại giảm sinh. Vì vậy nên là sẽ không có sự kết hợp giữa hai chuỗi alpha và gamma nữa. Vì vậy là HBF nó sẽ giảm dần khi mà trẻ ra đời. Trong khi đó thì chuỗi beta được tăng sinh. Vì vậy cho nên là sẽ có nhiều sự kết hợp của alpha và beta hơn. HBA1 sẽ là chủ yếu. Đây chúng ta sẽ có cái bảng thành phần của huyết sắc tố. Thì ở đây thì các bạn thấy là thời kỳ sơ sinh thì HBA1 nó chỉ chiếm khoảng 20-40% mà thôi. Sau đó nhiều nhất là 60-80% là HBF. Khi mà trẻ từ đến 2 tháng tuổi thì con số 20-40 này nó đã tăng lên thành 40 đến 70, và nó sẽ tiếp tục tăng dần. Đến khoảng từ 6 tháng thì nó chiếm đa số là 93 đến 97%. Và trên 1 tuổi thì các bạn thấy là nó khá khẳng định, không thay đổi nữa, nó khoảng 97% HBA1. Còn HBF thì nó sẽ giảm dần. Đến khoảng 6 tháng thì nó chỉ còn 1 đến 5% mà thôi. Và trên 1 tuổi thì nó thông thường nó dưới 2%. Còn cái HBA2 này này tạo ra từ sự phát triển của hoàn thành của hai chuỗi alpha và delta, thì HBA2 thì nó rất là ít khi thay đổi, và nó thông thường nó dao động trong khoảng 2 đến 3%. Ở đây thì có một cái mốc mà mình phải nhớ,
đấy là 6 tháng. 6 tháng này thì nó gần như là với người trưởng thành, gần nhất và sớm nhất. Vì vậy nếu trong trường hợp mình định lượng huyết sắc tố, mình nghi ngờ bệnh nhân này có cái bệnh lý về huyết sắc tố, thì cái mốc 6 tháng là cái mốc mà các bạn hãy nên làm điện di huyết sắc tố. Chỉ trừ trường hợp các bạn nghi ngờ cái bệnh đấy, ví dụ như là HBE, HBS hoặc là alpha thalassemia, thì các bạn có thể làm ở bất kỳ lứa tuổi nào, bởi vì bất kỳ lứa tuổi nào người ta cũng có thể phát hiện ra được cái HBS, HBE hay là HBH của alpha thalassemia. Nhưng mà với bệnh nhân mà các bạn muốn chẩn đoán là beta thalassemia thì các bạn bắt buộc phải chờ đến sau 6 tháng và không có tiền sử truyền máu trước đó thì các bạn mới làm định lượng cái thành phần huyết sắc tố được, thì nó mới có ý nghĩa. Còn các bạn làm trước đấy thì nó không có ý nghĩa. Khối lượng máu của một đứa trẻ sơ sinh thì nó có thể nó chiếm đến 14% trong lượng cơ thể, còn ở người lớn thì trẻ lớn thì có thể chỉ có 7-8% mà thôi. Mặc dù chỉ có hai con số nhưng không muốn các bạn nhớ vì nó trong câu hỏi thi. Còn một slide rất là nhanh tóm tắt về cái yếu tố đông máu. Cái này thì các bạn đã học trong bài xuất huyết rồi, các yếu tố 2, 7, 9, 10 là các yếu tố phụ thuộc vitamin K này, thì khi mới sinh thì nó đều rất là thấp. Và đặc biệt là cái tỷ lệ prothrombin, cái yếu tố thứ hai đấy, nó chỉ bằng 65% thôi, và thấp nhất vào ngày thứ 3 và ngày thứ 4 sau sinh. Đây là chính là cái quãng thời gian mà nó rất dễ xảy ra xuất huyết, và người ta sợ nhất là cái bệnh lý xuất huyết nội sọ. Rồi bây giờ thì mình sẽ có một cái case study. Đây là một trẻ nam 6 tuổi. Bạn ấy đến khám vì một lý do nào đó mà bạn ấy có một cái công thức máu như sau. Số lượng hồng cầu là 2 tera trên lít, huyết sắc tố là 65 gram trên lít, MCV là 59 phenotolit, MCH là 14,7 picogram, MCHC là 247 gram trên lít, RDW là 23,5%, hồng cầu lưới 3,2, bạch cầu là 9,31 mg trên lít, trong đó thì axit chiếm 12,9%, bazơ 0,5, mono 6,9, trung tính là 45%, lympho là 35%, tiểu cầu là 237 mg trên lít. Cô muốn các bạn đọc cái công thức máu này một chút, sau đó cô sẽ giải thích nhé. Nếu mà có bạn nào cô thấy là có bạn đã đọc được kết luận của công thức máu này rồi, nếu các bạn có thể kết luận được, các bạn có thể nhắn trong nhóm chat với tất cả mọi người để các bạn cùng nhìn thấy nhé. Ở đây thì ngoài thiếu máu nặng và hồng cầu nhược sắc thì các bạn có một bạn muốn nói này. Bạn nào vừa raise hand nhỉ? Rồi ngoài thiếu máu hồng cầu nhỏ nhược sắc, các bạn còn thấy gì nữa không? Rồi cô lại lỡ ấn nữa rồi. Ở đây nhá, thì các bạn sẽ thấy là huyết sắc tố 6 gram rưỡi, tức là thấp. Huyết sắc tố này bình thường lát nữa mình sẽ học bài thiếu máu, nhưng mà thông thường thì ở 6 tuổi nó dưới 110, tức là nó có thiếu máu rồi. Và MCV của chúng ta bình thường nó là từ 80 đến 100 phenotolit. Vì vậy 59 phenotolit tức là hồng cầu này nhỏ. MCH là bình thường nó từ 28 đến 32, nên cái hồng cầu này là nhược sắc. Và ở đây mình thấy một cái là hồng cầu lưới nó tăng. Bình thường cô đã nói rồi, ngoài sơ sinh nó trên 2% thì nó sẽ là tăng. Ôi giỏi quá. Và ở đây thì có cái công thức bạch cầu, thì các bạn thấy là bạch cầu acid nó tăng rất là cao. Bình thường là trên 5 nó đã tăng rồi, ở đây nó 12,9. Ở đây là có bạn nói luôn là có thể là nhiễm ký sinh trùng.
Đúng, bạch ô axit thì nó có thể trong trường hợp nhiễm ký sinh trùng hoặc là trong trường hợp dị ứng nó cũng có thể là tăng cao như vậy đấy. Và trong trường hợp này thì mình có thể chẩn đoán kết luận của cái công thức máu này là một cái thiếu máu nặng, hồng cầu nhỏ và nhược sắc. Và trong trường hợp này thì nguyên nhân mình có thể định hướng là nguyên nhân ngoại vi, bởi vì là hồng cầu lưới nó vẫn còn tăng rất là tốt, tức là tủy xương của nó vẫn còn tăng sinh rất là tốt, nhưng mà rõ ràng nó đang thiếu máu, thế thì nó chỉ mất, có thể là mất ở ngoại vi mà thôi. Chẩn đoán luôn là sốt rét. Chúng ta đi tiếp nhá. Rồi khám trên lâm sàng thì mình thấy là bệnh nhân này tự nhiên da xanh và niêm mạc rất là nhợt, hoang đảm và lách to thì ngang rốn, và có thể là vì một lý do nào đó mà bác sĩ lâm sàng họ làm một cái điện di nhũ sắc tố và người ta thấy là bệnh nhân này mặc dù là một bệnh nhân 6 tuổi nhưng mà HbF nó lại giống như là thời kỳ sơ sinh, nó chiếm đến 90%. HPA1 đáng lẽ ở cái lứa tuổi 6 tuổi này nó phải hằng định 97% thì nó lại còn có 5,3% thôi. Còn HPA2 thì nó cũng tăng. Bình thường nó chỉ 2 đến 3% nhưng ở đây nó tăng lên 4,5%. Thế thì trong trường hợp này người ta có thể chẩn đoán được bệnh nhân là một bệnh nhân tan máu beta-thalassemia. Rồi, các bạn có câu hỏi gì không? Bài học đầu tiên của chúng ta đã hết rồi đấy. À, tại sao lại chỉ định điện di ở đây? Thì đây chỉ là một cái case lâm sàng mà thôi. Đương nhiên là nếu mà tiếp cận chẩn đoán thì sẽ không phải như thế. Tiếp cận chẩn đoán bệnh nhân thiếu máu thì chúng ta sẽ học bài ngay sau đây. Bây giờ cô muốn là các em nghỉ tại chỗ khoảng tầm 5 phút nhé. Có một câu hỏi là tại sao bệnh nhân này lại tăng bạch cầu uracil? Bệnh nhân này thì thực ra là bởi vì bệnh nhân cái cây là một cái cây lâm sàng thực tế. Bệnh nhân này là một bệnh nhân miền núi, nó ở miền núi và nó chưa có tẩy giun bao giờ, vì vậy nên là nó tăng bạch cầu uracil. Bệnh nhân này khi mà tẩy giun xong và sau đó thì tháng tiếp theo bệnh nhân đến truyền máu ấy, thì xét nghiệm bệnh nhân lại về bình thường.